Thư viện sách nói Alpha Books xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả các bản review sách của Alpha Books được tóm lược cẩn trọng nhằm làm nổi bật các ý tưởng cũng như chiến lược của tác giả. Qua đó, cung cấp cho quý độc giả một cái nhìn tổng quát cùng kiến thức trọng tâm của một tựa sách. 2. Sự khiêm tốn có nghĩa là phục vụ mọi người và người nghèo. Khiêm tốn là để phục vụ người khác. Chủ tịch tập đoàn GIC Lim Seong-wan mô tả hình mẫu lãnh đạo phục vụ của ông như sau. Lãnh đạo là để phục vụ mọi người và giúp họ trở nên tốt nhất có thể, làm cho họ nhiều nhất có thể. Mục đích của ông ở mọi nơi mà ông từng làm việc là để lại một môi trường làm việc nơi mọi người muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ. Tan Cheng Bok, người đã đến rất gần vị trí thứ hai tại cuộc bầu cử Tổng thống Singapore năm 2011, là một ví dụ điển hình cho vị lãnh đạo tập trung vào con người. Từ những ngày ông còn làm bác sĩ ở Amakeng, một ngôi làng rất nghèo ở Singapore, cho đến khi trở thành viên quốc hội, MP, trong khu vực bầu cử, trái tim ông luôn hướng đến người nghèo. Phòng khám của ông là một căn nhà sập xệ với mái nhà nửa kẽm, nửa mái tranh. Một vài người phải trả công cho ông dưới dạng nông sản như trứng và gà. Ông đã cảm thấy, để biết một nghị sĩ có biết đối nhân xử thế, chỉ cần nhìn vào cái bắt tay. Bạn sẽ biết đó là hạng người nào chỉ sau một cái bắt tay. Một số người còn không thèm nhìn vào mắt bạn. Đối với ông, phải đặt người dân lên trên trước và các lãnh đạo cũng nên sẵn sàng lắng nghe những lời khuyên của họ, bởi vì lãnh đạo cũng có lúc sai lầm. Paul Lau là một ví dụ khác về tính khiêm tốn. Ông không ngại làm những việc lao động chân tay như sắp xếp bàn ghế hay thậm chí là dọn nhà vệ sinh trong nhà thờ. Phương pháp làm việc của ông là luôn luôn phục vụ. Dù có là chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Malaysia, khởi xướng việc tư vấn cho những người bệnh tâm thần hay tham gia vào Tổ chức Minh bạch Quốc tế Malaysia, hay bây giờ là làm việc tại Nội các Malaysia, ông luôn được dẫn dắt bởi một đam mê, tham gia xây dựng phục vụ mọi người. Ông nói, yếu tố lớn nhất tạo nên phong cách lãnh đạo là sự khiêm tốn. Khi bạn khiêm tốn, mọi người sẽ đến với bạn. Lập trường của Andrew Thông Đào cũng tương tự. Theo ông, khả năng khiêm tốn mọi lúc nghĩa là nhạy cảm với mọi người, có lòng trắc ẩn đối với người nghèo, luôn tự nhắc bản thân mình về nơi mình xuất thân và không bao giờ hống hách. Trong trường hợp của Ho Pung Ki, ông luôn có mục tiêu trở thành lãnh đạo. Khi còn là chủ tịch ký túc xá Ken Rice, ông luôn cố nhớ hết tên sinh viên. Ông tin rằng mọi người đều có điểm tốt và luôn tìm cách để bộc lộ nó. Ông cũng là một nhà lãnh đạo và chính trị gia, được biết đến là người đàn ông của cơ hội thứ hai, người nỗ lực hết mình vì sự phục hồi. 3. Khiêm tốn có nghĩa là tránh xa vật chất và sự cám dỗ. Sự khiêm tốn hiện hữu trong sinh hoạt và lựa chọn hàng ngày. Ví dụ, Lim Seong-wan vẫn sử dụng phương tiện công cộng để đi làm, mặc dù ông điều hành tập đoàn tỷ đô. Định nghĩa về khiêm tốn của Dana Balan là buông bỏ những đặc quyền bạn đang nắm giữ. Công ty triệu đô của Kim Tan có những chính sách về chuyến bay phổ thông, thuê những chiếc xe giản dị, chế độ giải trí vừa phải và ở trong những khách sạn 4 sao. Đây là kết quả của việc học hỏi từ nhà đầu tư chứng khoán và nhà hảo tâm người Anh John Templeton về lối sống khiêm tốn. Ông chống lại tư tưởng sùng bái lãnh đạo nổi tiếng và ủng hộ quan điểm lãnh đạo phục vụ. Tuy thế, Kim Tan cũng chấp nhận rằng mỗi người đều có đam mê của riêng mình. Đối với ông, đó chính là việc sở hữu câu lạc bộ rugby Saracen được cả thế giới ngưỡng mộ. Lim Guan Eng vẫn đi lại trên những chuyến bay hạng phổ thông dù là tủ hiến Penang. Ông đã được hỏi sao ông không bay hạng thương gia, tại sao lại bay hạng phổ thông, ông có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Ông đã trả lời, tôi đồng ý với bạn rằng tôi không tiết kiệm được nhiều tiền, nhưng tôi muốn gửi một thông điệp đến các công chức. Tôi muốn cắt giảm chi phí. Nếu tôi có thể tiết kiệm, các bạn cũng có thể. Nếu tôi chọn hạng phổ thông, các bạn tốt nhất là hãy cắt giảm chi phí giống tôi. Đó là thông điệp tôi muốn gửi. Nếu chúng ta có thể tiết kiệm, hãy tiết kiệm. Chúng ta là những người giám sát quỹ của người dân. Chúng ta cần phải giữ vững niềm tin thiêng liêng này. 4. Khiêm tốn nghĩa là chấp nhận học hỏi. Người đã rút ra ý tưởng trên là James Clear. Ông học hỏi từ mọi giai đoạn cuộc đời và những người đi trước. Từ di sản văn hóa của ông, nghĩa vụ quốc gia, nghĩa vụ quân sự bắt buộc, các anh chị em, khách hàng và cả thiên chức của một người ông.
Ông nói, ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, tôi đã được chúc phúc để làm việc cùng những người có khả năng và sau này họ trở thành những người hướng dẫn tôi. Trên hết, ông học hỏi từ vợ mình, một người đam mê đọc sách giống ông. Angium Tông Đao thể hiện sự khiêm tốn bằng mong muốn được lắng nghe mọi người. Những người ta gặp trên đường, chứ không chỉ những người đã tốt nghiệp Harvard. Ông tin rằng cả hai nhóm người đều thông minh như nhau và họ có thể dạy ông nhiều điều. Trong suốt nhiệm kỳ của mình tại Hiệp hội Cầu lông Malaysia, Roland Gong là người đã cổ vũ đồng nghiệp tiếp tục dấn bước. Để làm được điều này, ông phải là một người ham học hỏi, là một người học tốt có nghĩa là một người biết lắng nghe. Ông nói, tôi cho phép mọi người phản đối đề nghị của mình. Tôi không khăng khăng bắt họ phải theo ý mình. Mặc dù có nhiều lúc tôi cảm thấy bị tổn thương, tôi vẫn vượt qua và ủng hộ các quyết định của họ. Không ngạc nhiên, sự khiêm tốn là một đức tính khác của những nhà lãnh đạo vĩ đại. Quan trọng nhất là giá trị này phải được trau dồi thường xuyên và đưa vào thực tế thông qua quá trình học hỏi, phụng sự mọi người, nhiệt tình với người nghèo, tránh xa sự hào nhoáng và tiếp nhận một lối sống giản dị. Trên hết, họ kiểm soát bản thân bằng cách luôn kiểm soát cái tôi của mình, đặc biệt là khi đang ở trên đỉnh thành công và danh vọng. Họ không chấp nhận để bản thân bị địa vị và danh vọng kiểm soát và trở thành nạn nhân của các đặc quyền. Đây là đặc điểm mà những người hâm mộ quan tâm nhất bởi điều đó tạo sự ảnh hưởng lên họ nhiều nhất. C. Sự trở lại của sự phục hồi. Đêm luôn tối nhất trước khi bình minh đến, mọi thứ đều trở nên tồi tệ trước khi tốt đẹp lên. Khi bạn ở đáy vực, mọi thứ rồi sẽ qua. Khi bạn đang ở đỉnh cao, mọi thứ rồi sẽ qua. Lim Wang Yang. Khủng hoảng là kinh nghiệm chung của tất cả mọi người. Có nhiều nhà lãnh đạo đã trải qua những sang chấn và tổn thương của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính châu Á năm 1997 khi tỷ giá nội tệ của quốc gia họ giảm mạnh. Rất nhiều người đã sụp đổ về mặt tài chính và phải trải qua những chấn động tâm lý. Họ có những đêm không ngủ vì bị chủ nợ truy đuổi. Cảm xúc của họ trải từ giận dữ đến tuyệt vọng. Cuộc sống gia đình và cá nhân họ đều bị ảnh hưởng, nhưng họ không bao giờ cho phép những khủng hoảng chồng chất và phức tạp này làm tê liệt bản thân. Họ kiên trì và phục hồi một cách đáng nể. 1. Hồi phục là đối đầu với thực tế một cách thẳng thắn. Đối với Chef Phu Hua, trong khủng hoảng, người lãnh đạo nên chỉ huy từ tiền tuyến. Ông cảm thấy người lãnh đạo cần chủ động hơn, thể hiện sự kiểm soát, cổ vũ tinh thần mọi người, giữ vững quan điểm và đưa ra quyết định cuối cùng. Nhà lãnh đạo không nên chơi trò đổ lỗi. Trong giai đoạn khó khăn này, một người lãnh đạo cần đối đầu với những vấn đề trước mắt hơn là đối đầu với người của anh ta. Ông nói, doanh nghiệp của Roland Gong gần như đã phá sản trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Ông phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn của việc phá sản thật sự. Ông đã gặp trực tiếp từng người gửi tiền và từng ngân hàng. Vì ông có lịch sử thanh toán tốt, họ đã không bắt ông phải đóng cửa ngay lập tức. Ông đã không có lấy một chút bình yên nào trong thời gian dài. Ông mất ngủ và phải sử dụng thuốc an thần. Nhưng ông đã đối diện với nó. Ông đến gặp từng chủ nợ và hứa sẽ trả nợ từ từ, nhưng chắc chắn sẽ trả. Họ đã tin ông và cuối cùng, ông cũng đã thanh toán hết những khoản nợ. Cũng giống vậy, khi Stephen Reedy đối mặt với khủng hoảng, ông đối đầu với nó và không giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ông đã học cách đối mặt với từng người gửi tiền và tìm cách trả cho mỗi người, bởi ông tin nếu bạn thành thật, mọi người sẽ tin tưởng bạn. Điều tệ hại nhất chính là bỏ trốn. Một khía cạnh khác của việc đối mặt với thực tế là giả định rằng trách nhiệm chính là một thành viên trong công ty. Lim Hua Min nhớ lại vụ khủng hoảng thị trường chứng khoán Pan El năm 1985 tại Singapore. Mặc dù công ty ông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng như những công ty khác và vẫn có khả năng thanh toán, tất cả những công ty môi giới chứng khoán bao gồm Phillips Capital đã chịu trách nhiệm với doanh nghiệp bằng cách ký một khoản bảo lãnh trị giá 6 triệu đô Singapore. Mặc dù điều này có vẻ không công bằng, ông nhận ra rằng trong khủng hoảng có một trách nhiệm xã hội mà ông cần phải gánh. 2. Hồi phục có nghĩa là học từ thất bại, tha thứ và quay trở lại. Hồi phục cũng bao gồm việc thừa nhận thất bại và mong muốn được sửa chữa nó. Trong buổi đầu làm CEO tại bệnh viện Bangkok, Chatri Dungnet,
Trong buổi đầu làm CEO tại bệnh viện Bangkok, Chatrudhonet đã thất bại một cách đáng thương với tư cách là một nhà lãnh đạo đổi mới. Ông thú nhận rằng mình muốn những thay đổi này sẽ thành công và cuối cùng ông nhận ra không ai làm theo mình. Ông có một cái tôi lớn và một tầm nhìn lớn. Ông phải thay đổi. Trong khi chuẩn bị cho sự trở lại của mình tại bệnh viện Bangkok trong vài năm sau, ông đã làm mọi thứ rất khác. Ông đảm bảo các lãnh đạo có cùng tầm nhìn và chuyển đổi. Tóm lại, họ phải qua sông cùng tôi. Ông nói, một nhà lãnh đạo chỉ thành công khi những người đi theo ông ấy cũng thành công. Quan điểm về nghịch cảnh của Lim Seong-wang giúp ông kiểm soát. Ông nói như thể đó là một điều hiển nhiên mà không hề có chút tự mãn nào. Tôi không gặp bất kỳ khủng hoảng nào. Ông giải thích, phương châm của tôi là nếu vấp ngã, tôi sẽ thay đổi và học từ các cơ hội. Tôi chỉ lưu giữ nó trong trí nhớ ngắn hạn. Nếu mọi người vấp ngã, tôi sẽ giúp họ phục hồi. 2 năm trong tù của Lim Guang-eng chưa bao giờ làm ông cảm thấy đau khổ thù ghét. Như ông đã chỉ ra, trở nên đau khổ chỉ làm kẻ thù vui sướng. Và ông ấy sẽ chẳng khác gì chúng. Ông phải học cách tha thứ. Nếu không tha thứ cho người khác, bạn sẽ không tha thứ cho bản thân và bạn sẽ trở thành con người mà bạn ghét. Sự tha thứ không gắn với sự trả thù mà gắn chặt với công lý, được tôi luyện bởi lòng thương xót và sự từ bi. Edwin Soria Zaya miêu tả bản thân mình như một nhà lãnh đạo bất đắc dĩ. Gia đình của ông đã phải bán tập đoàn Astra, tập đoàn lớn nhất tại Indonesia. Theo như lời thú nhận của chính ông bắt đầu làm việc khi đã 42 tuổi. Trên thực tế, mọi người coi thường ông. Anh là một tay chơi và anh không biết điều hành một công ty. Theo lời ông, đó là cú tát lớn nhất vào mặt tôi. Nó như một lời thức tỉnh. Đó chính là bước ngoặt cuộc đời của ông ấy. Ông đã phải học lại từ đầu, hồi phục và xây dựng lại từ khủng hoảng. Ông không thể cứu Astra, nhưng ông đã đứng lên từ tro tàn của sự mất mát để trở thành một trong những doanh nhân thành công và được coi trọng nhất bằng việc bắt đầu tập đoàn Saratoga hôm nay. 3. Hồi phục nghĩa là duy trì kỷ luật. Maybank Kim Eng, Thái Lan, CEO của Manchi Corporation, nhớ lại khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997 và công ty của ông vào thời điểm đó. Jardine Fleming đã phải làm việc một cách chuyên nghiệp, có đạo đức, cẩn thận, kỷ luật. Việc giữ những nguyên tắc cơ bản trước khủng hoảng đã bảo vệ công ty được đảm bảo trong suốt cuộc khủng hoảng. Từ góc nhìn kinh doanh, đối với ông điều đó có nghĩa là sự cẩn trọng, không tham lam, không có chi phí vượt quá khả năng chi trả và không bong bóng lợi nhuận. Có đạo đức, không làm giả các dấu hiệu thị trường, không làm giả tài khoản, không làm giả thành tích và tính chuyên nghiệp, yêu cuộc sống, gia đình, công việc và đất nước. Edward Ong gần như đã mất tất cả tại khu nghỉ dưỡng Sutera Harbor. Ông đã mất 125 triệu đô chỉ trong một ngày do cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Tại những thời điểm khác, dịch SARS, SWIN và dịch cúm avian bùng nổ đã gần như đánh bại khu nghỉ dưỡng của ông. Không lâu sau, khoản nợ của ông đã lên đến 2,2 tỷ đô. Ông muốn làm việc một cách đúng đắn chứ không chọn con đường dễ dàng. Ông đã đảm bảo với các ngân hàng và tiếp tục vượt qua nó mỗi ngày. Cuối cùng, ông bán hết cổ phần và trả nợ cho các ngân hàng. Hồi phục không chỉ cho chính bản thân họ mà còn cho những người xung quanh. Những nhà lãnh đạo này còn giúp cho tổ chức của mình chuẩn bị cho tương lai bằng cách phát triển những gì mà Lim Seong-wan gọi là khả năng hồi phục và duy trì cảm xúc của công ty để công ty chuẩn bị cho tương lai và đề phòng chảy máu trong. Đối với Lim Hua-min, duy trì kỷ luật nghĩa là xây dựng khi đang trong thời điểm xấu và thu hoạch khi thời cơ đến. Ông nói, khi trong thời điểm tồi tệ, bạn có thể sử dụng các nguồn dự trữ để sáng tạo hoặc thay đổi cho vòng sau. Khi thời điểm thuận lợi đến, tất cả các nguồn lực đều được sử dụng triệt để. Khi đó, bạn nên thu hoạch. Bạn nên tận dụng thời cơ để tối đa hóa doanh số bán hàng và lợi nhuận. Đối với Tanri Abeng, trong suốt thời nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Indonesia, duy trì kỷ luật bao gồm cả việc biết cái gì là quan trọng, cái gì không. Ông phải quyết định công ty nào phải hy sinh và công ty quan trọng nào không thể hy sinh để không gây nguy hiểm cho toàn cục.
lời khuyên của ông dành cho Tổng thống Suharto là hãy làm điều tốt nhất cho quốc gia, chứ không phải làm hài lòng bạn bè hay người thân. 4. Hồi phục nghĩa là có hệ thống hỗ trợ và những người yêu quý luôn đồng hành cùng bạn. Đối với số đông, sự hồi phục của họ là nhờ vào bạn bè thân, bạn đời và gia đình luôn ở bên họ trong mọi hoàn cảnh. Đối với Roland Wong, đó chính là vợ và con cái, người đã cùng ông qua cơn khủng hoảng. Ông nhận ra, tôi biết ơn sâu sắc vợ mình, Ami, người đã ở bên tôi qua cơn khủng hoảng này. Tôi đã không thể tồn tại nếu không có cô ấy. Ami và tôi thường cầu nguyện cùng nhau và điều này luôn giúp tôi cảm thấy bình yên và suy nghĩ sáng suốt. Khi đối mặt với cuộc khủng hoảng tại Olympic Atlanta năm 1996 với Hiệp hội Cầu lông Malaysia, ông luôn nhắc nhở cả đội, xin hãy cho tôi được giúp các bạn. Nếu bạn chọc thủng một lỗ trên thuyền, người khác chọc một lỗ khác, tất cả chúng ta sẽ cùng chìm. Vì vậy, hãy cư xử với nhau như một gia đình. Chính quan điểm sâu sắc này đã kéo ông qua rất nhiều thử thách. Điều đã giúp Lim Won-eng thoát ra khỏi khủng hoảng cá nhân và nhiều thất bại khác với cương vị một chính trị gia, chính là cha, đồng chí và bạn bè của ông. Ông miêu tả cha mình như một người giữ đuốc trong những ngày đen tối. Mặc dù trên thực tế, cha ông không có chút quyền lực nào, sức mạnh từ những ý tưởng và lòng quả cảm của ông đã nâng đỡ rất nhiều người dân Malaysia. Đây chính là động lực của Lim Won-eng cho sự hồi phục. 5. Hồi phục có nghĩa là chuẩn bị và phác thảo tương lai. Niềm tin này dễ thấy nhất ở Lim Seung-wan. Đối với ông, lãnh đạo phải dự đoán, đón nhận và thực hiện sự thay đổi. Nó liên quan đến khả năng đáp ứng các tình huống bất ngờ. Điều này có nghĩa là dự đoán trước tương lai, chờ đợi khủng hoảng và ngăn chặn sự chảy máu trong mà không giả định rằng hệ thống sẽ sụp đổ. Điều này trước hết là cách ông định nghĩa về một nhà lãnh đạo định hướng tương lai. Đó là tư tưởng trở thành số 1, có nghĩa là học nhiều nhất chúng ta có thể và khả năng sáng tạo, cải tiến. Câu thần chú của ông là nghĩ về tương lai, nghĩ về con người, nghĩ về những điều hoàn hảo. Chatri Duanet chuẩn bị cho tương lai bằng cách phát triển một đường dây tài năng cho kế hoạch kế nhiệm. Ông gặp gỡ một nhóm bác sĩ trẻ mỗi tuần để học tập, tìm hiểu và phát triển cùng nhau. Từ những câu chuyện về phục hồi ở trên, chúng ta thấy rằng việc trở lại và đối mặt với khủng hoảng là một phần trong hành trình của mọi nhà lãnh đạo. Hồi phục bao gồm sự chuẩn bị kỹ càng để chắc chắn rằng công ty của họ đủ linh hoạt để xử lý khủng hoảng. Có nghĩa là có đủ can đảm để xác định rõ ràng những thực tế khó khăn và không bị bối rối. Đó là việc học cách nhìn nhận nó như một cơ hội học tập, học cách tha thứ và không đầu hàng trước sự phản bội của cay đắng và hận thù. Nó cũng đòi hỏi một sự kiên trì có kỷ luật để vượt qua khủng hoảng. Ngoài ra, cần có sự hỗ trợ từ người bạn đời, các thành viên trong gia đình, bạn bè và nhân viên. Cuối cùng, các nhà lãnh đạo phải cổ vũ một đội ngũ vượt qua khủng hoảng, tiến tới một tương lai không chỉ tràn đầy hy vọng mà còn gắn liền với thực tế. D. Điều kỳ diệu của sự can thiệp thần thánh. Bạn nên tin rằng luôn có yếu tố may mắn và nếu như bạn là một tín đồ, đó là sự ân sủng của Chúa. Stephen Reandy. Một khía cạnh quan trọng trong những câu chuyện của các nhà lãnh đạo là chứng kiến sự can thiệp thần thánh trong cuộc sống của họ. Đối với một số người, nó được xem như may mắn hay số phận. Đối với những người khác, đó là niềm tin của họ vào Chúa. Nhiều người đã tìm thấy Chúa trong những cơn khủng hoảng và học cách tin vào Ngài. Một số người đã đi đến đường cùng, nhưng họ tìm thấy Chúa và giải bày mọi thứ với Ngài. Họ nhận thấy rằng có một nguồn sức mạnh bên ngoài họ. Họ không phải là Chúa mà chỉ là những người thường. Họ không có khả năng kiểm soát mọi thứ. Họ đã học được bài học về sự khuất phục và giải tỏa khủng hoảng của mình với đấng bề trên. Khi khoản nợ tăng từ 750 triệu ringgit lên 1,4 tỷ ringgit và bị vợ rời bỏ, mọi chuyện như một cái giá treo cổ đối với Edward Ong. Ông vỡ mộng và tức giận với Chúa bởi điều này xảy ra sau khi ông trở thành người Công giáo. Những đêm không ngủ của ông bị ám ảnh với những cơn ác mộng, tinh thần của ông trở nên kiệt quệ. Có hai lựa chọn, hoặc là từ bỏ, hoặc khuất phục hoàn toàn dưới Chúa. Ông nói, tôi bắt đầu nhận ra mình không có gì để phô bày, không có gì để chứng minh, không có gì để giấu giếm. Sau đó,
ông quyết định thú nhận với các ngân hàng, những người đã giúp đỡ ông và ông đã phải trả những khoản nợ của mình từ từ. Chỉ đến năm 2014, sau 26 năm, ông mới hoàn toàn trả hết nợ sau khi bán 77,5% số cổ phần cho một doanh nhân người Singapore. Sự kiên trì của ông đã được đền đáp xứng đáng khi ông được trao giải thưởng doanh nhân năm 2014 bởi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Một nhà lãnh đạo khác cũng đã tìm đến Chúa trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, đó là Roland Wong. Ông đã phải đối mặt với hàng triệu đô la tiền nợ và công ty của ông gần như sụp đổ. Không có ánh sáng phía cuối đường hầm. Ông tuyệt vọng, nếu có chút ánh sáng nào thì đó chỉ là ánh sáng của chiếc tàu hỏa đang đi tới. Là một người vô thần, ông tuyệt vọng đến mức hướng đến mọi vị thần có thể giúp đỡ mình. Ông cầu nguyện với Phật. Vào một ngày Chủ nhật, ông cảm thấy bị thôi thúc phải đi đến nhà thờ. Một bài hát đã chạm đến trái tim ông. Chúa sẽ tạo ra một con đường khi dường như không có con đường nào cả. Ông bật khóc, điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Ông thú nhận rằng mình là một doanh nhân Trung Quốc cứng rắn, người có thể đổ máu chứ không bao giờ rơi lệ. Buổi sáng hôm đó, ông khóc như một đứa trẻ, nhưng đồng thời cảm thấy bình yên sâu sắc, như thể một gánh nặng vừa được nhấc ra khỏi người. Đây là khởi đầu của sự cứu rỗi trong ông. Giống như Edward Ong, ông bắt đầu đối diện với các ngân hàng và những người gửi tiền. Ông trả nợ dần dần và cuối cùng cũng xóa sạch những khoản nợ. Edwin Soria Zaya đã tìm mọi cách để cứu lấy tập đoàn Astra, nhưng thất bại. Vợ ông cảm thấy việc bán Astra là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra đối với ông. Bà đã đúng, bởi ông đã rất kiêu ngạo. Đánh mất Astra làm ông xấu hổ. Sau đó, ông đã tìm đến Chúa. Trong suốt cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á, Stephen Gready thừa nhận rằng lòng tin của ông phát triển mạnh mẽ nhất trong giai đoạn này. Ông nói, trong một vụ khủng hoảng, bên ngoài có vẻ như bạn đang chịu đựng, nhưng bên trong bạn vẫn có niềm vui bởi bạn có một nguồn năng lượng ẩn giấu được tiếp tế bởi Chúa. Đối với những người khác, Chúa là một hằng số trong đời sống thường ngày của họ. Bước ngoặt của Amway Tapinki là khi ông chuyển thành người Công giáo sau khi căn bệnh sốt rét được chữa khỏi một cách kỳ diệu. Kể từ đó, đức tin trở thành ánh sáng của ông và ông sống với châm ngôn, trái tim của giáo dục là giáo dục về trái tim. Một nhà lãnh đạo khác, người đã tuyên bố và thực hiện niềm tin của mình là Francis York. Ông nhường tất cả thành công của mình cho Chúa. Nếu nhìn lại sự phát triển của doanh nghiệp YTL, chúng ta không chỉ nhìn thấy dấu tay của Chúa ở khắp mọi nơi mà còn cả dấu chân của Ngài nữa. Chúng chính là điều kỳ diệu. Tôi dành cho Chúa mọi sự vinh quang. Ngoài ra, ông không hề ngần ngại thừa nhận sự lệ thuộc của mình vào Chúa và rằng ông có hàng triệu điểm yếu phải chiến đấu với mỗi ngày. Stephen Riady nói ngắn gọn, bạn phải luôn luôn tin rằng có một yếu tố may mắn và nếu bạn là một tín đồ, đó là sự ân sủng của Chúa.